Dạ anh ơi, có quyết định ly hôn rồi nhưng bên nhà chồng đòi lại vàng cưới thì xử lý như thế nào ạ? Kiểm tra lại thông tin giùm anh cái xem thử có thật không nhá. Còn nếu như thông tin của em là đúng thì em kiểm tra lại cho anh tại thời điểm tặng vàng cưới, ghi nhận việc tặng cho như thế nào. Nếu như bên nhà trai, bên nhà chồng ấy nói rằng tặng cho con trai để làm ăn nha, đó là tài sản riêng của ông và ông có quyền đòi lại nha. Còn nếu như tại thời điểm đó bên nhà trai mừng quá, lấy được cô con dâu ngon quá và nói rằng tặng cho con dâu nha, thì đó là tài sản riêng của em, không ai có quyền đòi nha. Còn nếu như bên nhà trai nói rằng tặng cho hai con làm ăn nha, thì đó được xem là tài sản chung của hai vợ chồng. Và bây giờ ly hôn thì ông chồng có quyền đòi chia chứ không phải là đòi lại nha. Chúc em buổi tối vui vẻ. Anh cho em hỏi, em ly hôn rồi em nuôi con mà chồng em không chu cấp cho con thì em có thể đổi họ con em sang họ em được không? Xin trả lời với em là cái vấn đề đó cực khó luôn. Ông chồng ông không cấp dưỡng cho con thì em có thể làm việc với cơ quan thi hành án để cưỡng chế thi hành án nhé. Còn vấn đề đổi họ cho con, luật quy định nếu con dưới 18 tuổi muốn đổi họ thì phải có sự đồng ý của bố và mẹ cùng ký tên vào trong cái form khai báo để mà thay đổi họ nhé. Chưa kể là con từ đủ 9 tuổi thì phải có ý kiến của bé. Cho nên cái câu chuyện mà đổi họ cho con sang họ mẹ khi mà chồng không cấp dưỡng gần như là không thực hiện được nhá em nhá. Vợ chồng em ly hôn rồi nhưng em chưa chuyển khẩu, nay muốn quay lại với nhau, muốn đăng ký kết hôn lại thì cần giấy tờ gì hả anh? Suy nghĩ kỹ chưa? Hả? Tại vì tất cả những người trên trang của luật sư Trung đều tâm sự với luật sư Trung là trời ơi, ly hôn được mừng quá, làm sao giúp em để ly hôn? Tại vì em muốn trở về với thiên đường của tự do, thiên đường của hạnh phúc. Và bây giờ có em lại muốn quay lại nhá. Nếu em đã suy nghĩ kỹ rồi thì hồ sơ đơn giản lắm. Anh nói cho em này, đầu tiên là mang theo hộ khẩu hoặc bản sao hộ khẩu của hai người này, mang theo chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân của hai người này, mang theo bản xác nhận về tình trạng hôn nhân của hai người này và mang theo bản án của tòa về vấn đề ly hôn của hai người nhá. Chúc em có một cuộc hôn nhân mới với người chồng cũ thật viên mãn nhá. Anh ơi, con nhỏ bạn em bắt gặp chồng nó ngoại tình, nó còn bị chồng nó đánh nữa, giờ không dám về nhà, có hình ảnh chụp lại thì có tố cáo công an được không anh? Trả lời với em là cái hành vi mà đã có vợ có chồng mà cặp bồ với một người khác ấy, theo quy định tại khoản 1 điều 59 nghị định 82/2020 sẽ bị xử phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Ngoài ra tùy theo tính chất mức độ, nếu như việc ngoại tình của anh ta khiến cho hôn nhân một trong hai bên hoặc cả hai bên đổ vỡ này, hoặc là anh ta đã từng bị xử phạt hành chính về hành vi này nhưng vẫn tái phạm này, thì anh ta có thể bị truy cứu hình sự theo điều 182 Bộ luật hình sự hiện hành là cái tội vi phạm chế độ một vợ một chồng, và án cho anh ta ở đây có thể là cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. Nói chung theo anh, giải phóng mặt bằng sớm đi nhá. Anh ơi, em chỉ nói chuyện vui với người đàn ông khác qua điện thoại mà chồng em ghen đòi ly hôn, với lý do đó thì ra tòa, tòa có cho vợ chồng em ly hôn không ạ? Những cái người mà ly hôn như kiểu vợ chồng em anh gặp nhiều rồi, và phần lớn thì khi ra tòa lại quay về với nhau thôi. Đấy, đó đôi khi là đòn gió của ông thôi nhá. Còn nếu thực sự là em trong sáng, em không vấn đề gì với người đàn ông xa lạ kia ấy, thì ông chỉ ghen bóng ghen gió và dọa em thôi, mạnh mẽ lên nhá. Còn em hỏi là với lý do đó thì tòa có cho ly hôn không, thì anh trả lời với em là theo quy định của pháp luật hiện hành á, thì chỉ có trường hợp là gì, ông chồng không được ly hôn nếu như vợ đang mang thai hoặc đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng. Còn bất kỳ lý do khác và ông đều nói với tòa rằng là mục đích hôn nhân không đạt được yêu cầu ly hôn thì tòa sẽ vẫn phải giải quyết ly hôn em nhá. Chúc hai vợ chồng em sẽ sớm hòa thuận với nhau và yêu thương nhau nhá.